Xin chào các bạn, hôm nay thì mình giới thiệu đến các bạn hai mẫu nồi của Toshiba. Thì cả hai mẫu nồi này đều có dung tích 1 lít nhé các bạn. 1 lít thì các bạn nấu được khoảng 2 bát rưỡi gạo ấy, khoảng 5 người ăn. Và hai mẫu nồi này đều là nồi tô chuông đấy các bạn, tức là công nghệ cao tần áp suất hút chân không nhá. Rồi, mình quay cho các bạn xem. Cả hai mẫu nồi này đều là cùng một mã VXG nhé các bạn. Đấy, VXG. Rồi, đây là mẫu nồi số 1 nhé các bạn. Đây. Doang với xay nắp đấy các bạn, này là không nó hơi vàng một chút như thế này, nhưng mà cái này nhìn tổng quan là còn khá là đẹp luôn đấy các bạn. Nó không gọi là nó chỉ hơi hơi vàng thôi nhá, chứ không đến mức vàng nhiều đâu. Đây áp suất đây các bạn. Đấy. Cái này mình nấu thử là các bạn yên tâm nhá, không xì chết gì cả. Đây, xong đây. Đấy. Xong này thì nó có 2 chấm li ti này các bạn này. Đấy, chấm li ti này rất là nhỏ luôn, không ảnh hưởng gì nhé các bạn. Đấy, đằng sau này thì nó cái này thì mình lau sạch được nhé các bạn. Đấy, cái đen đen đấy mình lau sạch được không sao cả, giống như cái màng băng keo hay cái màng gì bám vào lâu ấy các bạn. Đây mình lau, mình cạo cho các bạn xem này, nó khô quá mình cạo không được các bạn. Đây đấy, mình cạo ra luôn nhé các bạn, thì mình ngâm nước ra thôi, mình vừa nấu xong mình ngâm nước ra ngay nhé các bạn yên tâm nhé. Ở bên trong đấy các bạn này. Đấy. Rồi. Thì mình nhờ ghim điện cho các bạn xem nhé. Các bạn nhớ ghim điện 100 giúp mình nhé các bạn. Đấy. Rồi các bạn chọn menu đây, họ đang chọn chế độ sắt các bạn này. Gạo trắng này. Đấy, đây là nấu truyền thống, nó ngon truyền thống này. Đấy, rồi mình nhấn nút nấu thôi. Đấy, đèn chân không này các bạn này. Rồi. À, mẫu nồi này là mẫu nồi số 1 nhé các bạn. Mẫu nồi này mình đang bán mức giá là 3,5 triệu nhé các bạn. Rồi tô chuông 3,5 triệu. Vì cái mẫu nồi này là cái mẫu nồi nồi hàng bãi các bạn, nên mình bán giá nó thấp hơn so với hàng đấu giá. Rồi, tiếp tục đây là mẫu nồi đấu giá nhé các bạn. Đấy. Rồi, mình quay cho các bạn xem. Đây, thông số nhé các bạn. Đấy, VXG đây. Cái này là năm 2014 nhé các bạn, VXG là 2014 hết nhé. Rồi, đây, cái mẫu này có màu trắng nhé các bạn, mẫu này còn rất là sáng luôn. Thường cái, đây các bạn nhìn này, đấy, các bạn nhìn răng này, vung này, không có một vết xước của người rửa luôn đấy các bạn. Răng còn xanh như mới luôn nhé các bạn, đây mảng cơm còn các bạn này. Đấy. Đây bi áp suất đây. Đây, cái chỗ khúc này là mình chưa lau luôn nhé các bạn, mà nó sạch thế này luôn đấy. Đây là còn cái mảng cơm này các bạn này. Đây, mình chưa lau luôn mà nó sạch thế vậy luôn. Tại vì thường người khi mà người Nhật người ta gửi cho mình ấy, thì người ta lau bằng cồn. Người ta đa phần người ta lau bằng cồn trước các bạn. Rồi các bạn nhìn xoong này. Đấy. Mấy cái này không phải chấm đâu nhé các bạn. Mấy cái này là cái vết kiểu như cơm nó bám vào thôi đấy các bạn. Cơm nó bám vào thôi, không phải chấm đâu nhé. Còn rất là đẹp luôn, rất là mới luôn các bạn. Đây, xoang các bạn nhìn dưới đáy này. Rất đẹp luôn nhá. Đấy, rồi bên trong này các bạn. Đấy, rất là đẹp luôn. Rồi, mẫu nồi này mình đang bán mức giá là 4,7 triệu nhé các bạn. Đấy, thì hai mẫu nồi này thực tế là, mình nói thật là cả hai mẫu nồi này ấy, nó không có chênh lệch nhiều về cái ngoại hình đâu các bạn. Đấy. Thì nhưng mà dạng nồi bãi ấy, thì mình đi bốc về thì được cái giá nó hợp lý hơn, thì mình bán cái giá nó rẻ. Còn hàng đấu giá thì nó cộng với cái chi phí bay ấy các bạn. Đấy, nên giá nó sẽ cao hơn. Với lại thì thực tế là bù lại thì hàng đấu giá ấy, thì cái tình trạng mà va đập với lại độ bền ấy, đấy, thường mình đang nói thường các bạn, thì gần như là nó cao hơn hàng bãi. Tại vì hàng bãi ấy, thì có lần mà tàu người ta đến kịp, tức là người ta các bạn để ngoài bãi tàu nó bốc ngay lên tàu ngay thì không sao, chứ còn có trường hợp mà không đủ công ấy các bạn, là người ta phải dồn đấy, thì nó sẽ bị tình trạng để ở bãi. Thì chắc chắn rằng là khí hậu Nhật thì các bạn biết rồi, quanh năm là biển, thì gió muối nó vào này, rồi mưa nắng, thậm chí là mưa nắng ấy các bạn đấy, nên tình trạng đó là nó sẽ không được bền bằng hàng đấu giá nhé các bạn. Rồi thì hai mẫu nồi này bạn nào ưng mẫu nồi nào liên hệ ủng hộ mình nhé. Rồi, mình cảm ơn các bạn. Xin chào các bạn nhé.